Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, vấn đề đầu tiên đó là Thông tin mới nhất về việc cựu tổng thống Donald Sweat bị ám sát ở Florida. Một câu hỏi đặt ra, nỗ lực ám sát ông Trump diễn ra như thế nào? Và nghi phạm có tên là Ryan Wesley Routh là ai? Mưu sát ông Trump với lý do gì? Và mới nhất, Ukraine đã phủ nhận có liên quan đến nghi can trong vụ ám sát Trump. Vấn đề thứ hai, đó là việc Việt Nam đã và đang xúc tiến mua lô vũ khí lớn của Mỹ. Đây là bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và phản ứng của Trung Quốc ra sao. Được biết, Hoa Kỳ và Việt Nam thảo luận về việc mua bán máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules cho Hà Nội trong năm 2020. Việt Nam cũng đang xem xét mua các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16. Thông tin Việt Nam mua các loại vũ khí, khí tài của Mỹ, đặc biệt là F-16, đã xuất hiện từ cách đây 2-3 năm, chứ không phải là một vấn đề mới nhìn chung đây cũng sẽ là một bước ngoặt cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên được nâng lên một tầm mức mới và chúng tôi sẽ tới với quý vị các thông tin về những khó khăn của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trong chuyến thăm hoa kỳ sắp tới đây ông tô lâm đến hoa kỳ trong lúc nội bộ phe hưng yên của ông tô lâm đang bất ổn và suy yếu và mâu thuẫn trong lãnh đạo của bộ hưng yên đang có những chia rẽ trầm trọng đặc biệt mối quan hệ giữa lương tam quang và nguyễn duy ngọc điều đó là sự thật hay tin đồn và bản tin chiến sự Ukraine sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về việc cựu tổng thống Donald Sweet bị ám sát ở Florida. Một câu hỏi đặt ra, nỗ lực ám sát ông Trump diễn ra như thế nào? Và nghi phạm có tên là Ryan Wesley Roth là ai? Mưu sát ông Trump với lý do gì? Và thưa quý vị, Tin mới nhất cho hay, Ukraine phủ nhận có liên quan đến nghi can trong vụ ám sát Trump. Hôm thứ Hai, 16 tháng 9, Kiev đã phủ nhận mình có liên quan tới một người đàn ông bị buộc tội cố tình ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhất là sau khi có thông tin cho rằng kẻ tình nghi là một người ủng hộ Ukraine và rằng ông ta muốn tuyển dụng quân tình nguyện ngoại quốc để chiến đấu cho Ukraine, hãng tin Reuters cho hay. Ông Trump không bị hề hấn gì vào hôm Chủ nhật sau khi sở mật vụ phá vỡ cái mà cơ quan điều tra liên bang FBI gọi là một vụ dường như là ám sát lần thứ nhì nhắm vào vị ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong vòng 2 tháng và họ đã bắt giữ một kẻ tình nghi có mang súng trường vào sân golf của ông Trump. Các cuộc điều tra và phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông cùng các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, là một người ủng hộ Ukraine nhiệt tình và người này từng đến Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga năm 2022. Các giới chức Ukraine nói rằng họ không liên quan gì đến ông Roth và cáo buộc Moscow tung ra mối liên quan này cho mục đích tuyên truyền. Phần mình, Điện Kremlin ngụ ý rằng có mối liên hệ giữa âm mưu ám sát và sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kyiv, nói rằng chơi với lửa có ngày bị phòng. Mưu toan lấy đi sinh mạng của ông Trump diễn ra chỉ 2 tháng sau khi ông bị một viên đạn bay sượt qua tai phải do một sát thủ bắn vào ông tại một cuộc tập họp vận động tranh cử. Hung thủ đã bị giết chết sau khi các nhân viên an ninh bắn trả. Cả hai sự việc đều nêu bật thách thức trong việc giữ gìn an ninh cho các ứng cử viên tổng thống trong một cuộc tranh cử sôi động, với chỉ còn hơn 7 tuần lễ nữa là đến cuộc bầu cử ngày này 5 tháng 11. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người qua mối quan tâm và lời chúc lành của quý vị. Đây chắc chắn là một ngày đáng nhớ Ông Trump viết vậy trên mạng xã hội vào cuối ngày 15 tháng 9. Không quên cảm ơn cơ quan mật vụ và cảnh sát đã giữ cho ông được an toàn. Đối thủ tranh cử của ông Trump, Phó tổng thống Kamala Harris, viết trên trang mạng X, bạo lực không có chỗ đứng trên đất Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo cho chính quyền các cấp phải bảo đảm sao cho cơ quan mật vụ có các nguồn lực cần thiết để bảo vệ an ninh cho ông Trump. Chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về sự vụ này. Ông Donald Trump đã nhanh chóng được đưa tới nơi an toàn vào ngày 15 tháng 9 giờ Mỹ. Sau sự việc mà FBI gọi là một nỗ lực ám sát ông xảy ra tại sân golf của ông ở Florida, việc này xảy ra chỉ khoảng 2 tháng sau âm mưu ám sát ông Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Khi đó, ông Trump bị bắn vào tai khi đang phát biểu trong một cuộc meeting vận động tranh cử. Mật vụ bảo vệ ông Trump nổ nhiều phát súng về phía nghi phạm gần sân golf ở bang Florida. FBI gọi đây là âm mưu ám sát và đã bắt kẻ tấn công. Sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 15 tháng 9, 0 giờ 30 ngày 16 tháng 9 giờ Hà Nội, khi các mật vụ bảo vệ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên sân golf ở West Palm Beach, cách không xa dinh thự riêng Mar-a-Lago, phát hiện nòng súng nhô ra khỏi hàng rào ở cách đó khoảng 3 giáp sóng giờ làm mịt và lập tức bắn 4 phát về phía nghi phạm. Sở mật vụ Mỹ xác nhận các đặc vụ đã khai hỏa về phía một tay súng gần khu vực sân golf của, sau đó thu hồi một khẩu súng kiểu AK có kính ngắm cùng máy quay GoPro. Chúng tôi đang điều tra hành động được cho là âm mưu ám sát nhằm vào cựu ở West Palm Beach, bang Florida, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI thông báo. Rick Bradshaw, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach thuộc bang Florida, nói rằng nghi phạm bỏ trốn trên ô tô màu đen và đã bị bắt ở hạt Martin lân cận. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố. Nhưng truyền thông Mỹ đưa tin người này là Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, đến từ bang Hawaii. Cảnh sát quận Martin nói nghi can tương đối bình tĩnh. Danh tánh, nghi can chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, Reuters, trích dẫn The New York Times và Fox News, cho biết nghi can là Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, cư dân tiểu bang Hawaii. Thông tin này là từ các nguồn tin ẩn danh của cơ quan thi hành công lực. Ông Trump cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an người ủng hộ trong thư điện tử gửi những nhà tài trợ chiến dịch, có tiếng súng vang lên ngay gần tôi. Trước khi tin đồn bắt đầu lan truyền ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn biết điều này trước. Tôi an toàn và mạnh khỏe. Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về sự việc. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn an toàn, Nhà Trắng cho hay. Bạo lực không có chỗ đứng ở Mỹ, bà Harris cho biết. Trước đó, ông Trump đang là ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tai. Nghi phạm Thomas Matthew Crooks đã bị đội bắn tỉa của mật vụ Mỹ bắn hạ khoảng 20 giây sau đó, nhưng việc tay súng có thể bắn 6 phát liên tiếp về phía cựu Tổng thống trước khi lực lượng tại hiện trường kịp phản ứng, làm dấy lên câu hỏi về quy trình bảo vệ an ninh cho Trump. Theo Kimberly Cheatle, giám đốc sở mật vụ Mỹ khi đó, đã từ chức và ít nhất 5 đặc vụ cũng bị đình chỉ. Cheatle nói, bà chịu trách nhiệm về vụ nổ súng và thừa nhận đây là thất bại lớn nhất của cơ quan này kể từ vụ tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Theo báo người Việt tại Hoa Kỳ đưa tin chi tiết hơn và có nhiều điểm đáng chú ý, Trump suýt bị ám sát khi đang chơi golf ở Florida. Một kẻ ngắm bắn ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đang chơi golf tại sân nhà ở West Palm Beach, Florida hôm Chủ nhật, 15 tháng 9, nhưng mật vụ can thiệp kịp thời. Trump không gặp mệnh hệ gì, Ủy ban vận động cho Trump thông báo. Kẻ tình nghi cầm một khẩu AK-47 núp bên lề sân golf sau những bụi rậm, cách Trump khoảng 400 đến 500 phút. Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, Rick Bradshaw cho biết trong một cuộc họp báo chiều cùng ngày. Khi xảy ra sự việc, Trump đang ở giữa lỗ thứ 5 và lỗ thứ 6 trên sân golf. Kẻ ngắm bắn ở vị trí phía trước Trump, theo lời cảnh sát Palm Beach. Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ cựu tổng thống luôn luôn đi trước Trump ở khoảng cách một lỗ trên sân. Khi đó thấy một đầu súng ló ra ngoài bụi rậm, liền nã đạn về phía ấy, nhưng không ai bị thương. Vụ nổ súng xảy ra trước một giờ rưỡi chiều. Cơ quan điều tra liên bang FBI nhận được tin báo từ mật vụ. Cảnh sát liên bang và địa phương lập tức phong tỏa khu vực quanh sân golf. Kẻ tình nghi nổ súng né kịp làn đạn từ phía mật vụ, leo lên một chiếc xe SUV Nissan màu đen và bỏ trốn. Một chứng nhân nhìn thấy kẻ tình nghi chạy trốn lên xe đã kịp lấy số xe và đưa cho mật vụ để truy nã, theo cảnh sát Palm Beach. Mật vụ liên báo cho cảnh sát quận Martin. Một chốc sau, cảnh sát bắt một người trong chiếc xe cùng bằng số. Cảnh sát trưởng quận Martin William D. Snyder cho biết. Snyder cho biết, Cảnh sát tuần tiễu đường cao tốc Florida FFP đóng xa lộ I-95 về phía Bắc. Một tai nạn xảy ra liên quan đến xe cộ của thường dân do vụ chặn bắt xe kẻ tình nghi, Snyder cho hay. Chứng nhân từng nhìn thấy nghi can được đưa tới đồn cảnh sát và đã nhận diện tài xế bị bắt chính là nghi can bỏ trốn khỏi sân golf. Nghi can được nhận diện là Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, từ Hawaii, các nguồn tin từ giới chức công lực cho hay. Theo FBI xem đây dường như là một vụ mưu sát Trump. Giới chức cho biết một khẩu AK-47, ống ngắm, máy quay hình GoPro và hai túi sách được tìm thấy trong một bụi rậm cạnh hàng rào bao quanh sân golf. Ứng cử viên phó tổng thống cùng liên danh với Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance, Cộng hòa Ohio, cho biết ông được Trump báo tin trước khi chuyện trở nên công khai và biết ơn rằng cựu tổng thống vẫn bình an. Sân golf, nhất là thiết kế của Trump International Golf Club ở West Palm Beach, có nhiều bụi rậm, đường lên xuống dốc quanh co, dễ làm khuất tầm nhìn. Ngoài ra sân golf tọa lạc cạnh ba con đường đông đúc xe cộ là Kirk Road, Summit Boulevard và Congress Avenue. Phi trường quốc tế Palm Beach cũng gần kề. BBC trong một bài phân tích với tựa đề Nỗ lực ám sát ông Trump diễn ra như thế nào. Theo BBC, ông Donald Trump đã nhanh chóng được đưa tới nơi an toàn vào ngày 15 tháng 9 giờ Mỹ sau sự việc mà FBI gọi là một nỗ lực ám sát ông xảy ra tại sân golf của ông ở Florida. Việc này xảy ra chỉ khoảng 2 tháng sau âm mưu ám sát ông Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Khi đó, ông Trump bị bắn vào tai khi đang phát biểu trong một cuộc meeting vận động tranh cử. Thông tin liên quan tới vụ việc lần này, nỗ lực ám sát diễn ra thế nào? Sự việc diễn ra tại câu lạc bộ Trump International Golf ở quận West Palm Beach, bang Florida, khi đang kiểm tra an ninh tại các lỗ golf mà ông Trump sắp tới chơi, các mật vụ của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã phát hiện ra tay súng. Theo các quan chức an ninh, ông Rick Bradshaw, cảnh sát trưởng của quận, cho biết kẻ bắn tỉa đã mai phục trong bụi cây ở rìa sân golf, gần các lỗ số 5, 6 và 7. Các đặc vụ đã phát hiện thấy một nòng súng nhô ra từ một bụi cây vào khoảng 13:30 giờ địa phương, khoảng 0:30 giờ Việt Nam. Trong một cuộc họp báo, ông Bradshaw nói rằng từ vị trí của kẻ bắn tỉa trong bụi rậm, có thể nhìn thấy cả hai lộ golf. Các quan chức nói thêm rằng, khi đó ông Trump ở cách kẻ bắn tỉa khoảng 300-500 yard, tương đương 274 557 m Các bụi cây chạy dọc theo đại lộ Congress, con đường bên phải trong hình dưới, có thể đã giúp che giấu sự hiện diện của nghi phạm nếu hắn đã trốn ở đó. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã làm đúng những gì cần làm, ông Bradshaw nói. Nghi phạm là ai? bị bắt như thế nào. Các đặc vụ đã khai hỏa, bắn từ 4 đến 5 phát súng khi phát hiện ra kẻ bắn tỉa. Hiện chưa rõ kẻ bắn tỉa có bắn trả hay không. Nghi phạm sau đó bỏ trốn bằng một chiếc ô tô. Theo cảnh sát trường, một nhân chứng nhìn thấy kẻ bắn tỉa chạy ra khỏi bụi cây đã chụp lại hình dáng và biển số chiếc xe hắn sử dụng để tẩu thoát. Nghi phạm sau đó đã bị chặn lại và bắt giữ trên đường cao tốc I-5. Một khẩu súng trường kiểu AK-47, một máy quay GoPro và hai chiếc ba lô đã được tìm thấy gần nơi mai phục của kẻ bắn tỉa, các quan chức cho biết. Một người được mô tả là đối tượng tình nghi hiện đang bị giam giữ. Nhiều quan chức đã nói với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, rằng nghi phạm có tên là Ryan Wesley Roth. Nghi phạm Ryan Roth là ai? Các thông tin về quá khứ của nghi phạm đang dần được hé lộ. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, con trai của ông Roth Oran miêu tả cha mình là một người giàu tình cảm và biết và quan tâm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Florida và tôi hy vọng mọi thứ chỉ bị phóng đại quá mức vì từ những gì tôi nghe được, điều đó không giống với người mà tôi biết. Người sẽ chẳng làm điều gì điên rồ, chứ đừng nói đến bạo lực. Ông Oran nói với CNN. BBC Verify đã tìm thấy các tài khoản mạng xã hội có tên trùng với tên của nghi phạm. Các tài khoản này cho thấy ông Roth từng kêu gọi các chiến binh nước ngoài đến Ukraine để chiến đấu chống lại Nga. BBC trong một bài phân tích với tựa đề Nỗ lực ám sát ông Trump diễn ra như thế nào? Theo BBC, ông Donald Trump đã nhanh chóng được đưa tới nơi an toàn vào ngày 15 tháng 9, giờ Mỹ, sau sự việc mà FBI gọi là một nỗ lực ám sát ông xảy ra tại sân golf của ông ở Florida. Việc này xảy ra chỉ khoảng 2 tháng sau âm mưu ám sát ông Trump tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Khi đó, Ông Trump bị bắn vào tai khi đang phát biểu trong một cuộc meeting vận động tranh cử. Thông tin liên quan tới vụ việc lần này, nỗ lực ám sát diễn ra thế nào? Sự việc diễn ra tại câu lạc bộ Trump International Golf ở quận West Palm Beach, bang Florida. Khi đang kiểm tra an ninh tại các lỗ golf mà ông Trump sắp tới chơi, các mật vụ của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã phát hiện ra tay súng. Theo các quan chức an ninh, ông Rick Bradshaw, cảnh sát trưởng của quận cho biết kẻ bắn tỉa đã mai phục trong bụi cây ở rìa sân golf gần các lỗ số 5, 6 và 7. Các đặc vụ đã phát hiện thấy một nòng súng nhô ra từ một bụi cây vào khoảng 13:30 giờ địa phương, khoảng 0,30 giờ Việt Nam. Trong một cuộc họp báo, ông Bradshaw nói rằng từ vị trí của kẻ bắn tỉa trong bụi rậm, có thể nhìn thấy cả hai lỗ golf. Các quan chức nói thêm rằng khi đó ông Trump ở cách kẻ bắn tỉa khoảng 300-500 yard, tương đương 274 557 m Các bụi cây chạy dọc theo đại lộ Congress, con đường bên phải trong hình dưới, có thể đã giúp che giấu sự hiện diện của nghi phạm nếu hắn đã trốn ở đó. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã làm đúng những gì cần làm, ông Bradshaw nói. Nghi phạm là ai? Bị bắt như thế nào? Các đặc vụ đã khai hỏa, bắn từ 4 đến 5 phát súng khi phát hiện ra kẻ bắn tỉa. Hiện chưa rõ kẻ bắn tỉa có bắn trả hay không. Nghi phạm sau đó bỏ trốn bằng một chiếc ô tô theo cảnh sát trường, một nhân chứng nhìn thấy kẻ bắn tỉa chạy ra khỏi bụi cây đã chụp lại hình dáng và biển số chiếc xe hắn sử dụng để tẩu thoát. Nghi phạm sau đó đã bị chặn lại và bắt giữ trên đường cao tốc y 5 Một khẩu súng trường kiểu AK-47, một máy quay GoPro và hai chiếc ba lô đã được tìm thấy gần nơi mai phục của kẻ bắn tỉa, các quan chức cho biết. Một người được mô tả là đối tượng tình nghi hiện đang bị giam giữ. Nhiều quan chức đã nói với CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ, rằng nghi phạm có tên là Ryan Wesley Roth. Nghi phạm Ryan Roth là ai? Các thông tin về quá khứ của nghi phạm đang dần được hé lộ. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, con trai của ông Roth, Oran, miêu tả cha mình là một người giàu tình cảm và biết và quan tâm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Florida và tôi hy vọng mọi thứ chỉ bị phóng đại quá mức vì từ những gì tôi nghe được, điều đó không giống với người mà tôi biết người sẽ chẳng làm điều gì điên rồ, chứ đừng nói đến bạo lực, ông Oran nói với CNN. BBC Verify đã tìm thấy các tài khoản mạng xã hội có tên trùng với tên của nghi phạm. Các tài khoản này cho thấy ông Roth từng kêu gọi các chiến binh nước ngoài đến Ukraine để chiến đấu chống lại Nga. Ngày 15 tháng 9, ông Rafael Barros từ cơ quan mật vụ Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng các biện pháp đã được áp dụng kể từ sau vụ ám sát trước ở Pennsylvania và mức độ đe dọa hiện tại là rất cao. Chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về sự vụ này. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về việc Việt Nam mua vũ khí lớn của Mỹ. Đây là bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo Reuters, Mỹ sẽ tặng Việt Nam tàu tuần duyên thứ ba từ nay đến cuối năm 2022. Washington được cho là đang đàm phán bán máy bay vận tải C-130J cho Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ đúng kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong suốt năm qua đã được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh khi tiếp đồng nhiệm Phan Văn Giang ngày 09 tháng 09 vừa qua. Tất cả những sự kiện này, đánh dấu giai đoạn mới trong hợp tác hữu nghị giữa hai nước, cho đến nay vẫn suôn sẻ và đi theo hướng mà cả hai nước đều mong muốn. Chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Phan Văn Giang Việt Nam có thể mua máy bay chiến đấu mới Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam, khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Lầu Năm Góc ngày 9 tháng 9 tháng 2020. Trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang từ ngày 6 đến 11 tháng 9 diễn ra ngay trước chuyến làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên hiệp Quốc có thể từ 22 đến 24 tháng 9 năm 2024. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9 tháng 9 năm 2024 cho biết, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và người đồng cấp hoa kỳ lloyd austin tại lầu năm góc hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng bao gồm phát triển thương mại quốc phòng tăng cường khả năng phục hồi của nền tảng công nghiệp và chia sẻ thông tin hai bên đã ký bản cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng hoa kỳ việt nam để vạch ra lộ trình cho tương lai của quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước đây là bản cập nhật của bản đầu tiên được hai bên ký năm 2015 trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, khi đó là Ashton Carter. Chuyến làm việc dài ngày của tướng Phan Văn Giang tại Hoa Kỳ, trước chuyến làm việc của ông Tô Lâm Tô Lâm ở New York, mặc dù chỉ được công bố thông tin sơ sài, được một số nhà quan sát cho là chỉ dấu cho thấy quan hệ quốc phòng hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Hai nước cam kết sẽ hợp tác quân sự tầm cao mới. Vào tháng trước, từ ngày 18 đến 20 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Trung Quốc và ký 14 thỏa thuận hợp tác. Chuyến làm việc tại Liên hiệp quốc của ông Tô Lâm trong tháng 9 được một số nhà quan sát cho là đang đàm phán để có thể kết hợp thăm chính thức Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam với cả hai siêu cường này sẽ quan hệ với nhau như thế nào? Trong bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam thảo luận về việc mua bán máy bay vận tải quân sự C-130. Theo hãng tin Ein Reuters ngày 25 tháng 07, 2020, Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận về việc bán máy bay vận tải quân sự C-137 Hercules cho Hà Nội trong năm 2024. Đây được xem là thỏa thuận quân sự lớn nhất của Việt Nam kể từ khi Hà Nội công khai ý định đa dạng hóa nguồn cung cấp cho quốc phòng vốn phụ thuộc vào các thiết bị của Nga từ nhiều thập niên qua. Reuters trích dẫn các nguồn tin thân cận với chính phủ hai nước, cho biết Hoa Kỳ có thể đề nghị hỗ trợ tài chính lên tới hàng chục triệu đô la cho Hà Nội như một phần của thương vụ để Việt Nam có thể chi trả cho việc bảo trì, cũng như các chi phí khác. C-1 Barmy Hercules của hãng Lockheed Martin có thể chở binh lính, thiết bị quân sự và các thiết bị khác, sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh càng căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại Biển Đông. Các nguồn tin nói trên không cho biết tổng chi phí của thỏa thuận lần này cũng như số lượng máy bay đang được thảo luận. Cả Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Việt Nam đều từ chối bình luận. Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc đàm phán về việc cung cấp vũ khí Hoa Kỳ cho Việt Nam đã diễn ra trong nhiều tháng, từ trước khi có những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo Việt Nam. Các cuộc thảo luận này cũng cho thấy nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc gia tăng ảnh hưởng với Hà Nội và các quốc gia khác trong khu vực. Hãng tin Reuters còn cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đang xem xét các loại máy bay khác của Mỹ, bao gồm cả chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về loại máy bay này không có nhiều tiến triển, do Hà Nội lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Để hiểu hơn về những chuyển biến mới trong quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt, đặc biệt là mức độ tin cậy nhau đài tiếng nói nước Pháp, đã đặt câu hỏi với nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc. RFI đặt câu hỏi, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ. Có thể hiểu đây là một dấu hiệu mới cho việc thắt chặt quan hệ quốc phòng và an ninh song phương. Theo Nguyễn Thế Phương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Mỹ đợt này hơi đặc biệt tại vì chuyến thăm này khá dài, tầm 4-5 ngày, cho nên lịch trình sẽ dày và tập trung nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, chưa rõ cụ thể chương trình nghị sự của Bộ trưởng Giang, nhưng chuyến thăm này đánh dấu bước đi tiếp theo cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bởi vì tháng 9 này kỷ niệm đúng một năm hai nước nâng cấp quan hệ. Ở đây cần nhấn mạnh đến một số điểm. Thứ nhất, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ ở thời điểm hiện tại thường vẫn được nhấn mạnh đến quan hệ kinh tế và thương mại, còn quan hệ an ninh và quốc phòng thường được đặt bên dưới. Chuyến thăm Mỹ lần này của Bộ trưởng Giang phần nào đó sẽ giúp cho Việt Nam hiểu được Mỹ sẽ muốn gì trong mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai bên trong tương lai và cũng để cho phía Mỹ hiểu rõ hơn là Việt Nam thực sự muốn gì ở Mỹ, đặc biệt trong vấn đề giúp Việt Nam cải thiện một số năng lực, nhất là năng lực hàng hải hoặc những chuyển động quốc phòng sâu sắc hơn trong tương lai cho xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây là điểm mấu chốt trong chuyến thăm của Bộ trưởng Giang. Ngoài ra, có thể đây là chuyến thăm mở đường cho chuyến thăm của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới. Đây cũng là chuyến thăm để Việt Nam dò chính sách của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chỉ còn hai tháng nữa là bầu cử Tổng thống. RFI đặt câu hỏi thứ hai. Năm 2023, từng có thông tin Việt Nam và Mỹ bàn khả năng mua sắm chiến đấu cơ F-16, nhưng đàm phán bị dừng lại. Hiện tại có thông tin Mỹ đang thảo luận với Việt Nam về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130J Hercules cho Hà Nội. Tại sao lại có sự thay đổi này? Liệu việc mua máy bay dù là máy bay vận tải sẽ là một bước ngoặt cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước? Theo ông Nguyễn Thế Phương, thông tin Việt Nam đàm phán với Mỹ về việc mua các loại vũ khí, khí tài của Mỹ, đặc biệt là F-16 đã xuất hiện từ cách đây 2K 3 năm chứ không phải là một vấn đề mới. Nhìn chung, nếu như Việt Nam mua vũ khí khí tài của Mỹ thì đây cũng sẽ là một bước ngoặt. Đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên được nâng lên một tầm mức mới. Bởi vì để Việt Nam mua vũ khí của Mỹ thì mức độ lòng tin chiến lược trong an ninh quốc phòng giữa hai bên, đặc biệt là từ phía Việt Nam đối với Mỹ, đã được nâng lên một tầm mức nào đó rồi. Việt Nam cũng đã chuẩn bị từ trước cho những quyết định mua sắm đó. Thứ nhất, Việt Nam gửi một số sĩ quan không quân, những đội hậu cần qua Mỹ để huấn luyện và học tập từ cách đây 2, 3 năm. Thứ hai, Việt Nam vừa mới khai trương một sân bay ở Phan Thiết. Người ta cho rằng sân bay này được dành cho việc triển khai một số loại máy bay huấn luyện sẽ mua của Mỹ trong tương lai. Có thể thấy Việt Nam đã chuẩn bị hết về nhân lực, cơ sở hạ tầng cho vấn đề mua sắm trang thiết bị vũ khí, mà ở đây là các loại máy bay Mỹ. Thông tin Việt Nam mua máy bay F16 của Mỹ bị dừng lại cũng không phải là điều quá bất ngờ. Thứ nhất, F16 là một loại vũ khí mang tính tấn công mà ở thời điểm hiện tại, nếu Việt Nam mua của Mỹ thì sẽ rất nhạy cảm, đặc biệt là đặt trong mối quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố khác mang tính kỹ thuật, liệu hai bên có sẽ trao đổi vấn đề mang tính kỹ thuật về vũ khí, về bảo dưỡng, bảo trì không? Đây cũng là điểm nhạy cảm. Việc Mỹ có cho phép mua vũ khí đi kèm hay không cũng là một chuyện cần bàn thảo sâu hơn trong tương lai. Hiện tại, những vấn đề đó dường như vẫn là những khúc mắc mà hai bên chưa giải quyết được. Trong khi đó, c 13 b chỉ là một loại máy bay vận tải phi tác chiến. Cho nên việc Việt Nam có khả năng mua c 133 b cũng có thể được giải thích theo hướng là sẽ giúp Việt Nam cải thiện năng lực phòng thủ, năng lực không vận, vốn là năng lực mà Việt Nam vẫn còn yếu c một mang tính phòng thủ không mang tính tấn công bớt tính nhạy cảm và một phần nào đó cũng giúp cải thiện quan hệ giữa việt nam và mỹ trong bối cảnh thâm hụt thương mại hiện nay nghiêng về việt nam quá lớn cho nên mua sắm thêm vũ khí cũng là cách để việt nam gửi thông điệp rằng chúng tôi muốn mở rộng hơn nữa hợp tác đặc biệt là về thương mại và trao đổi thương mại quốc phòng là một điểm mà việt nam đã và đang cân nhắc rfi đặt câu hỏi thứ ba Việc Nga, nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, bị cấm vận và phải dồn toàn bộ nguồn lực quốc phòng cho chiến tranh ở Ukraine, buộc Hà Nội phải tăng tốc đa dạng hóa nguồn cung, trong số này có vũ khí hệ phương Tây. Tuy nhiên, những nước này có cơ chế kiểm soát chặt chẽ vũ khí được bán. Vấn đề này sẽ tác động đến quá trình hợp tác với Việt Nam như thế nào? Yếu tố hoa hồng vẫn được các chuyên gia, nhà quan sát về quân sự Việt Nam nêu lên, có phải là một trở ngại khác theo nguyễn thế phương có hai yếu tố gây trở ngại chính thứ nhất là yếu tố mang tính hệ thống vì toàn bộ chu trình ra quyết định mua vũ khí nào và quy trình huấn luyện bảo dưỡng bảo trì thì từ trước đến nay hệ thống cấu trúc của việt nam luôn hướng về phía nga cho nên hiện giờ muốn đổi sang một hệ phương tây khác thì toàn bộ quy trình đó phải được điều chỉnh và thay đổi và quá trình này tốn rất nhiều thời gian thứ hai là vấn đề mang tính chính trị bởi vì tư duy quốc phòng an ninh của việt nam hiện tại vẫn có một yếu tố nghi ngại phương tây nói chung và mỹ nói riêng cũng như các đồng minh của mỹ đây là điểm có khả năng làm chậm lại quá trình tương tác giữa việt nam và các quốc gia phương tây đặc biệt là liên quan đến mua sắm vũ khí quốc phòng điểm thứ ba rất cốt lõi liên quan đến tài chính nguồn lực của việt nam hiện nay đặc biệt là tài chính trong quá trình hiện đại hóa rõ ràng là không lớn cho nên cũng phải liệu cơm gắp mắm tất cả những yếu tố đó khi việt nam muốn xác định mua sắm đều phải đặt lên bàn cân để xem mua của ai được lợi gì và bất lợi gì đặc biệt là với mỹ như chị đề cập tới quy trình và đặc trưng của quy trình mua sắm vũ khí khí tài thì văn hóa giữa hai bên mỹ việt nam và việt nam với phương tây là khác nhau thực ra sự khác nhau này là có thể điều chỉnh được nhưng như tôi đã đề cập Quá trình điều chỉnh văn hóa mua sắm và chính sách chính sách như này cần phải có nhiều thời gian và dựa trên niềm tin chính trị giữa hai bên, nhu cầu của Việt Nam và chính sách cũng như chiến lược quốc phòng của Việt Nam hiện tại. Chứ không hẳn là vũ khí phương Tây là tốt và cũng không hẳn là ở thời điểm hiện tại. Nga đang gặp khó khăn và Việt Nam không mua của Nga. RFI đặt câu hỏi cuối cùng. Phát biểu tại một sự kiện của Kennedy, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osios từ năm 2014-2017 cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam thực tế có rất nhiều điều có thể thực hiện một cách thực dụng giúp tăng cường quan hệ đối tác Việt-Mỹ, kể cả trong lĩnh vực an ninh, dù không cần liên minh hay căn cứ. Hai nước sẽ tính đến những hướng phát triển nào? Liệu Washington cần tiếp tục kiên trì vì Hà Nội cần thời gian nếu nhìn vào sự cân bằng với Trung Quốc? Trong chính sách đối ngoại và chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam dù sao cũng đóng một vai trò tương đối quan trọng trong tầm nhìn của Mỹ ở khu vực. Cho nên Mỹ sẽ cần phải có một mức độ kiên trì nhất định khi tương tác với các lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là các lãnh đạo bên quân đội. Đối với Việt Nam, niềm tin chiến lược hiện tại giữa hai bên đã được cải thiện nhưng không đi quá nhanh. Nhìn vào sách trắng quốc phòng của Việt Nam, vấn đề mang tính diễn biến hòa bình, những vấn đề mang tính lật đổ hoặc đảm bảo nguyên chế độ vẫn là vấn đề an ninh hàng đầu khi nói đến những vấn đề đó phương tây và mỹ là những đối tượng rất lớn theo đúng cách dùng của ngôn ngữ chiến lược việt nam cho nên để có mối quan hệ song phương bền vững và lâu dài với việt nam mỹ cần có sự kiên trì nhất định khi làm việc với việt nam hay đặc biệt là trong những vấn đề mang tính nhạy cảm như an ninh và quốc phòng ngoài ra theo lời đại sứ theodosius về vấn đề liên quan đến thực tế các nhà lãnh đạo việt nam ở thời điểm hiện tại đã thực tế và thực dụng hơn rất nhiều so với các đây 20-30 năm, đặc biệt là trong giai đoạn trước và sau khi Liên Xô sụp đổ. Đó là giai đoạn vẫn còn nghi kỵ rất nhiều. Hiện tại, do sự chuyển dịch tư duy về chiến lược đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu, để phát triển kinh tế, các nhà lãnh đạo phải thực dụng hơn. Nhưng không có nghĩa là họ không nghi ngờ, không phòng thủ trước những mối quan hệ với Mỹ và phương Tây. Phòng thủ ở đây không chỉ về mặt khác biệt và quan điểm chính trị, mà còn là sự đề phòng trong mối cân bằng ngoại giao với Trung Quốc. Đó là sự cân bằng giữa các nước lớn. Cho nên, nói theo đại sứ Ted Osius cũng đúng, nhưng phải đặt trong toàn bộ bối cảnh tư duy chiến lược của Việt Nam hiện tại. Có sự cân bằng giữa các nước láng giềng, có yếu tố về mặt chính trị, một chút ý thức hệ và cũng có yếu tố thực dụng trong việc tăng cường quan hệ với Mỹ thì sẽ mở rộng hơn nữa khả năng của Việt Nam về mặt thương mại, tài chính và công nghệ. Đó là những lĩnh vực Việt Nam đang muốn đầu tư cho việc duy trì khả năng phát triển kinh tế trong tương lai. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về những cái khó của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới đây. Ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ sau nạn Hồng Thủy hiện vẫn đang tàn phá Việt Nam. Cơn bão kinh hoàng ấy để lại những sang chấn thật nặng nề. Tuy nhiên, cơn bão Yagi của lòng người vẫn còn ở phía trước. Trong khi đó, nội bộ Bộ Hưng Yên của ông Tô Lâm đang bất ổn và suy yếu và mâu thuẫn trong lãnh đạo của Bộ Hưng Yên đang có những chia rẽ trầm trọng, đặc biệt mối quan hệ giữa Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Điều đó là sự thật hay tin đồn? Thiên tai như cơn bão Yagi vừa qua thật đáng sợ. Nhưng những cơn bão của lòng dân có thể còn đáng sợ hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo nên ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ đại sự như lo bảo vệ chủ quyền và cải cách thể chế, hơn là những hành động mang tính biểu tượng. Việc này có thể được giao cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Được biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai liên hợp quốc và phát biểu tại thảo luận cấp cao của khóa họp chín của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc là để đúc kết kinh nghiệm, đảm bảo cho quốc gia, dân tộc vượt qua những khó khăn về kinh tế, xã hội và môi trường có thể còn lớn hơn trong tương lai. Khó khăn, thách thức đầu tiên Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước phải đối mặt là tiến hành buổi đối thoại chính sách tại Đại học Columbia mà người điều phối là giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Weatherhead East Asian Institute Buổi đối thoại nằm trong chương trình chính thức của ông Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước dự kiến tham gia Thượng đỉnh Tương Lai để tạo sự đột phá và thay đổi về tư duy, tăng cường cam kết và hành động. Thông tin Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Mỹ được chính ông Tô Lâm đề cập tại hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng 15 tháng 8, 2020 theo tờ Diplomat. Nhưng tại sao trước chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo lại chỉ trích người sẽ điều phối cuộc đối thoại với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo trang mạng chelangblog.com, giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng bị tố cáo là đã viết sách xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Chưa dự đoán được màn đối thoại sẽ diễn ra thế nào. Khó khăn thách thức thứ hai cũng cản trở không kém. Về phương diện nhà nước, Bộ Quốc phòng đã cho hạ một video trên YouTube răng tít Trường Đại học Fulbright không để cách mạng màu đổi màu giáo dục. Tuy nhiên, trang mạng chelangblog.com sau đó vẫn cho chạy tiếp bài vì sao đại học Fulbright bị chỉ trích, tẩy chay. Phê phán nhằm vào đại học này chủ yếu xoay quanh lập luận. Fulbright đang đào tạo những người có tiềm năng lọt vào bộ máy công quyền của Việt Nam, từ đó biến đất nước ở Đông Nam Á này thành một quốc gia chư hầu của Mỹ. Bài viết không ngần ngại đặt thẳng câu hỏi, liệu Fulbright có thực sự là một công cụ của Washington nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam? Trong khi đó, chính Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ luận điểm hồ đồ này. Chiều 26 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của Đại học Fulbright, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Đại học Fulbright Việt Nam là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Diễn ngôn kiệm lời này liệu đã đủ để bác bỏ các luận điểm sai trái nói trong câu chuyện thứ nhất? Khó khăn thứ ba là làn sóng bắt bớ và cầm tù nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước vẫn tiếp tục với cường độ cao. Cũng trong cùng ngày 10 tháng 9, Hà Nội liên tiếp tuyên án 6 năm tù giam đối với ông Hoàng Tùng Thiện, đồng sáng lập Đảng đoàn Việt Nam, kêu gọi đa đảng chính trị cho Việt Nam, và 7 năm tù giam đối với nhà báo độc lập. Blogger Nguyễn Vũ Bình về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 17 Các Điều luật 17 và 3 ra 31 được Hà Nội sử dụng để kết án những người lên tiếng chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng sản. Trên web giang Đoan Tam R đã đề cập đến các quyền con người cơ bản, đồng thời kêu gọi đa nguyên chính trị. Trang web này cũng viết, hiểm họa hay kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân chính là Cộng sản, và kêu gọi thành lập đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy tên là Đảng Lạc Hồng, và mời công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước cùng tham gia. Theo Hararabi, vào tháng 8 và tháng 9 này, Việt Nam đã kết án và tuyên án ít nhất 7 nhà hoạt động nhân quyền vì những lý do tương tự. Thống kê của dự án 88, một tổ chức nhân quyền tập trung vào Việt Nam cho biết hiện có 1 75 nhà hoạt động đang bị giam giữ tại quốc gia Đông Nam Á này. Khó khăn thứ tư, tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, đại diện của Liên Hợp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu-U lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Việt Nam đã bị chỉ trích tại các diễn đàn này về những đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã bác bỏ những cáo buộc ấy. Đại diện EU kêu gọi Việt Nam đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và lập hội cơ bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi khía cạnh phát triển. Cái khó thứ năm là đánh giá chung của giới chuyên gia về bang giao Việt-Mỹ không thật khả quan. Sau một năm nâng vượt cấp quan hệ, nhưng dư luận cho rằng vẫn chưa có nhiều đột phá. Hẳn nhiên một năm thì thời gian tương đối ngắn và trong năm này, mỗi nước cũng có nhiều biến động về chính trị nội bộ. Việt Nam thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Bên Mỹ thì bước vào mùa bầu cử. Cho nên vẫn chưa có nhiều bước tiến đáng kể từ năm ngoái. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận xét như thế hôm 11 tháng 9. Hơn nữa, hội chứng Việt Nam ở Mỹ những ngày này vẫn ẩn hiện theo hướng đối nghịch. Hôm 12 tháng 9, Dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele lên án việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden chưa nỗ lực để bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Steele cho biết trong thông cáo, chính quyền Biden liên tục từ chối ủng hộ tự do tôn giáo 6 tháng sau khi bà kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt, do quốc gia này vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo. Hồi tháng 3, Hai Ninh Công Khai Mai Bu, bà Steele kêu gọi đưa Việt Nam vào danh sách CPC trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng giam giữ các tù nhân lương tâm. Theo tác giả, ngoài ra còn phải kể tới các tác động từ những bàn tay vô hình. Trong những ngày này, website của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng lại lăng xê những stat quen thuộc, chiêu bài cách mạng màu, đã liên tiếp được các thế lực thù địch sử dụng và để lại hậu quả vô cùng nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội cho các nước bị cuốn vào kịch bản do dung răng răng ra. Việc chuẩn bị cho cách mạng màu của các thế lực thù địch thường được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ. Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu của các thế lực thù địch. Tuyên bố chung Việt Trung ngày 20 tháng 8 cũng viết: "Vào thời đại mới, hai bên sẽ không quên nguyện ước hữu nghị ban đầu, khắc ghi sứ mệnh chung, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội." và thúc đẩy hiện đại hóa phù hợp với tình hình mỗi nước. Nhưng đây chính là cái con đường mà cựu bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin đã đề nghị Tổng bí thư Tô Lâm nên sớm chia tay. Tuy nhiên, hai Đảng Cộng sản vẫn nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Đón đợi những biến chuyển lớn dưới quan sát hướng về chuyến thăm Mỹ sắp tới của tân tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với niềm hy vọng. Trong một bản tin hôm 12 tháng 9, trên cương vị trưởng văn phòng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Damien Cave thông báo nhật báo New York Times sẽ mở văn phòng thường trú tại Việt Nam vào tháng 10 tới trong nỗ lực mở rộng phạm vi đưa tin toàn cầu và thúc đẩy nền báo chí độc lập trên toàn thế giới. Nickname Nón Lá có lẽ đã nói thay cho thế hệ trẻ trước tin này. Hy vọng giới trẻ Việt Nam nhìn thấy được những gì ở Việt Nam mà phóng viên báo The New York Times thấy hoặc có thể giúp nhà báo có thêm tài liệu nữa. Công ty New York Times mở lại văn phòng ở Sài Gòn sau gần 50 năm chắc chắn sẽ là một cột mốc. Văn phòng công ty đa phương tiện với hơn 170 tuổi đời khẳng định. Một chương mới sẽ mở ra từ tháng 10 năm nay. Chúng ta có quyền đón đợi những bình luận tổng hợp từ các bình bút của New York Times về sự kiện trọng đại liên quan đến chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm. Giữa các hiệu ứng của những bàn tay vô hình đối với mối bang giao Việt-Mỹ, không thể không tính đến tam vị nhất thể, thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào kỷ nguyên tới. Trong bối cảnh quốc tế đang biến động, đặc biệt với sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, việt nam có thể tận dụng sự quan tâm chiến lược của mỹ và các đồng minh trong khu vực indo pacific foap để củng cố quan hệ song đa phương nếu việt nam thực sự bước vào khởi điểm lịch sử mới như tuyên bố của chính ông tô lâm thì nhân tâm ở các quốc gia bên bờ ấn độ dương thái bình dương này sẽ đúc nên chữ đồng hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực địa chính trị và địa kinh tế chuyến qua mỹ của ông tô lâm không chỉ là phép thử quan trọng về năng lực ngoại giao nguyên thủ của tân tổng bí thư chủ tịch nước mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế mới của quốc gia trăm triệu dân giữa những thách thức to lớn về chính trị kinh tế và nhân quyền liệu có thể kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra những bước tiến mới trong bang giao việt nam hoa kỳ giúp hóa giải những mối quan hệ phức tạp và tạo dựng thêm nền tảng vững chắc cho hợp tác tương lai Chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành công trong sứ mệnh quan trọng này. Trong khi đó có những đánh giá của giới thạo tin cho rằng nội bộ bộ hưng yên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang bất ổn và suy yếu. Sự thật hay tin đồn? Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã sớm nhận ra những phản ứng của phe quân đội đang được hậu thuẫn từ Bắc Kinh là mối đe dọa thực sự. Đó là lý do ông Tô Lâm buộc phải hòa hoãn với phe quân đội chấp nhận nhường ghế chủ tịch nước tại hội nghị trung ương 10, khóa 13 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 sắp tới. Điều đó đã cho thấy tham vọng độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng theo mô hình nhất thể hóa, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước bước đầu đã phá sản. Đây là điều trái ngược với các đánh giá trước đây cho rằng thế và lực của ông Tô Lâm cũng như phe cánh đang mạnh như trẻ tre. Trong khi đó, tham vọng tạo thành phe nghệ tính nhằm dỡ bỏ toàn bộ hệ thống nhân sự sâu rộng của Tổng Bí Thư Trọng để lại cũng đã dậm chân tại chỗ các nhân vật cộm cán như trần cẩm tú phan đình trạc hay trần hồng hà vẫn bình an vô sự điều đó đã cho thấy tổng bí thư tô lâm đang ở tình thế lực bất tòng tâm muốn nhưng không thể làm nổi hay ý định giải quyết và thâu tóm các phe phái trong đảng của tổng bí thư tô lâm là tham vọng quá tầm điều đó đã cho thấy việc ông tô lâm từ một ủy viên bộ chính trị cựu bộ trưởng công an nhanh chóng nắm giữ hai vị trí hàng đầu của bộ máy tứ trụ trong vòng 73 ngày, không hơn không kém. Được truyền thông nhà nước đồng loạt tung hô, Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị bất thường ngày 3 tháng 3, 2020 boom, nhất loạt suy tôn với tỷ lệ tuyệt đối 100% chắc chắn là điều không có thực. Không chỉ là vấn đề trước đó, truyền thông quốc tế đã dẫn các ý kiến đề nghị giấu danh tính của một vài lãnh đạo Việt Nam từ Hà Nội khẳng định Ông Tô Lâm không đủ tư cách đạo đức cũng như phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chỉ sau hơn một tháng trên cương vị Tổng Bí Thư, với những phản ứng cứng rắn, kiên quyết với lập trường quân đội là trung tâm quyền lực, chứ không phải là phe công an hiện nay. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ động nhường lại chức vụ Chủ tịch nước cho phe quân đội. Đây là bước thụt lùi đáng ghi nhận của ông Tô Lâm và phe cánh. Ban lãnh đạo Bắc Kinh có nhiều chỉ dấu bất thường không cần che giấu, đã và đang công khai can thiệp sâu vào nội tình lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khi thể hiện lập trường ủng hộ các tướng lĩnh quân đội trong việc phản đối xu thế thân Mỹ. Trong khi giới quan sát đang nín thở chờ xem Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự lùi bước trước áp lực từ phe quân đội hay không. Theo nguồn tin nội bộ của thời báo mới đây tiết lộ cho hay, Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh đang giáo tiết xúc tiến một kế hoạch xâm nhập vào Đức để thực hiện kế hoạch đưa bà Trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam tự thú như Trịnh Xuân Thanh trước đây. Nguồn tin cho biết, mới đây của Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có chuyến công du sang Belarus với mục đích phối hợp với cơ quan tình báo Nga Garu cũng như cơ quan an ninh liên bang FSB để bắt bà Nhàn IC trong bối cảnh thế và lực của Tổng bí thư Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu nghiêm trọng. Vẫn theo nguồn tin của Thời báo, chiến dịch hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua con bài nhàn IC có nhiều điểm mới. Cụ thể, Bộ Công an Việt Nam đã kích hoạt cơ sở nằm vùng tại Hungary của Cục Tình báo, b đồng thời tăng cường nhân sự thâm nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức thông qua con đường du học, học nghề hay nâng cao tay nghề. Nguồn tin còn cho rằng, dự kiến thời gian tiến hành sẽ vào thời điểm khi Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Hoa Kỳ dự họp kỳ họp thường niên của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, mâu thuẫn trong lãnh đạo của Bộ Hưng Yên đang có những chia rẽ trầm trọng, đặc biệt mối quan hệ giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và tránh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Thời báo chưa thể kiểm chứng các thông tin vừa kể. Xin nhắc lại, kế hoạch tiếm quyền của Tổng bí thư Tô Lâm với ý đồ thiết lập một hệ thống lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là các nhân sự đi lên từ công an, đã thành hiện thực. Với số lượng ủy viên trong Bộ Chính trị có nguồn gốc từ công an, vượt quá số lượng các lãnh đạo xuất thân từ quân đội. Đây được cho là lý do vì sao phe tướng lĩnh quân đội bất bình và kiên quyết không chấp nhận. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng 14 còn khoảng 15 tháng, đó là thời gian đủ dài để các cá nhân và phe cánh trong Đảng bằng nỗ lực cao nhất của mình để có thể lật ngược thế cờ. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mới nhấn Bắc Kinh đã bổ nhiệm tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hà Vĩ tiếp nhiệm ông Hùng Ba, người đã kết thúc nhiệm kỳ và trở về nước vào hôm 30 tháng 8, sau 6 năm giữ chức vụ đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, từ tháng 11, 2018. Đáng chú ý ông Hà Vĩ, tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đã chỉ thị và nhấn mạnh cần kiên trì kiểm soát những khác biệt giữa hai nước trong thông điệp đầu tiên gửi đến Việt Nam, theo tường thuật của báo South China Morning Post vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 9. Cụ thể, ông Hà Vĩ nói, ông kỳ vọng sẽ làm việc với phía Việt Nam để tăng cường niềm tin về hệ thống xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đoàn kết làm việc và hợp tác, và kiên trì trong kiểm soát những khác biệt. Chúng ta nên giúp mối quan hệ song phương trở thành một mô hình về tình láng giềng tốt đẹp và hợp tác có lợi cho cả hai nước, và tiếp tục mang lại ý nghĩa mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ông nói với các nhà ngoại giao của Trung Quốc và Việt Nam tại sân bay nội bài hôm thứ Tư 11 tháng 9, theo South China Morning Post. Theo báo tuổi trẻ ngày thứ Năm 12 tháng 9, ông Hà Vĩ khẳng định ông và các đồng nghiệp tại Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng làm việc với mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Việt Nam để tuân thủ chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai bên, tập trung xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Ông Hà Vĩ là đại sứ thứ 19 của Trung Quốc tại Việt Nam kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Ông Hà đã làm việc tại văn phòng phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines trước khi trở thành cố vấn trong cơ quan đại diện ngoại giao tại Trinidad, Tobago và sau đó là Ấn Độ. Ông cũng có 14 tháng làm Tổng lãnh sự của Trung Quốc tại Canada từ năm 2017 đến 2018. Ông Hà đã trở thành phó trưởng văn phòng phụ trách các vấn đề biên giới và đại dương vào năm 2013. Thời điểm căng thẳng dâng cao liên quan đến Biển Đông, dẫn đến vụ kiện lịch sử của Philippines đối với Trung Quốc trước tòa trọng tài liên hợp quốc. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam và Trung Quốc có nhiều xung đột trên thực địa tại Biển Đông. Thông điệp của ông Hà Vĩ về kiểm soát khác biệt là sự nhắc lại những tuyên bố của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về vấn đề ngoại giao với Việt Nam trong thời gian qua. Ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc hai nước cần giải quyết hay quản lý hợp lý những khác biệt. Cụ thể trong bài viết riêng cho báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam, 12 đến 13 tháng 12, 2023 Về quan hệ giữa hai nước, ông Tập viết Chúng ta cần quản lý hợp lý những khác biệt và mở rộng sự đồng thuận vì một cộng đồng Trung Quốc Việt Nam chia sẻ tương lai. Cả hai bên cần hành động dựa trên những hiểu biết chung mà các nhà lãnh đạo hai đảng và hai nước đã đạt được, giải quyết hợp lý những khác biệt trong các vấn đề hàng hải và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp mà các bên cùng chấp nhận. Trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc được công bố sau chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 18 đến 20 tháng 8 2020 boom đến Trung Quốc, vấn đề giải quyết bất đồng tốt hơn đã được đề cập trong phương hướng 6 hơn. Cụ thể, phải kiên trì thực hiện phương hướng 6 hơn, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc đạt được nhiều thành quả thực chất hơn nữa. Nỗ lực vì nhân dân hạnh phúc và đất nước giàu mạnh, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Theo nội dung của tuyên bố. Có thể thấy kiểm soát, giải quyết các bất đồng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những vấn đề hàng đầu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, điều mà họ khẳng định thông qua việc triển khai rộng khắp lực lượng hải cảnh ở các khu vực, bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Hải cảnh Trung Quốc đã bị cáo buộc gây hấn và làm gián đoạn các hoạt động đánh bắt thủy sản và khai thác năng lượng của các nước như Malaysia, Philippines và Việt Nam, gây lo ngại về sự leo thang mâu thuẫn và thách thức mối quan hệ giữa các nước trong khu vực. Mới đây, phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày thứ Sáu 13 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang nói, châu Á-Thái Bình Dương vẫn đối mặt với những tranh chấp nan giải về chủ quyền và lãnh thổ, đặc biệt là trên biển. Việt Nam kiên định giải quyết mọi bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, theo báo Quân đội Nhân dân. Ông Phan Văn Giang tiếp tục nhắc lại lập trường đối ngoại của Việt Nam, coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp. Gần đây, Việt Nam đã có những chuyển động quốc phòng quan trọng trong đó có việc ông Phan Văn Giang lần đầu tiên thăm chính thức Mỹ từ ngày 6 đến 11 tháng 9. Trước khi đến Mỹ, ông Phan Văn Giang đã thăm Philippines vào ngày 30 tháng 8 và ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. Hai nước mới đây cũng đã có một cuộc diễn tập chung của lực lượng cảnh sát biển. Liên quan đến việc bảo vệ an ninh chính trị và chế độ. Trong một diễn biến khác, vào ngày thứ tư 11 tháng 9, tài khoản Facebook có dấu xanh của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, đăng tải một video về cách mạng màu ở Việt Nam. Cụ thể bài đăng trên Facebook có nội dung Trong thời gian lâu dài, chiêu bài cách mạng màu đã liên tiếp được các thế lực thù địch sử dụng và để lại hậu quả vô cùng nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội cho các nước bị cuốn vào kịch bản do chúng răng ra. Việc chuẩn bị cho cách mạng màu của các thế lực thù địch thường được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ. Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu của các thế lực thù địch. Trong tuyên bố chung Trung Quốc Việt Nam vào tháng 8/2020, ghi rõ hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Phóng sự video mà cơ quan ngoại giao Trung Quốc đăng tải vốn do kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam sản xuất và đã đăng tải vào ngày 21 tháng 8. Nội dung chính của video cáo buộc trường đại học Fulbright Việt Nam (FUV) có các hoạt động và biểu hiện cách mạng màu. Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam tự giới thiệu là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Sau khi đăng tải một thời gian, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã xóa video nói trên. Vào ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về việc này, trong đó khẳng định FUV là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau hơn một tháng hứng chịu các cuộc tấn công mạng và cáo buộc cách mạng màu, vào ngày 30 tháng 8, Đại học Fulbright Việt Nam đã thông báo sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra chiến dịch đưa tin sai sự thật thậm chí mang tính bạo lực nhằm vào trường và các sinh viên của trường. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm dịu bớt căng thẳng và những cáo nhằm vào FUV cũng ít dần. Hiện chưa rõ vì sao, Tổng lãnh sự quan Trung Quốc đăng lại video trên sau khi vụ việc có vẻ đã yên ắng. Nhưng hành động này được thực hiện trong giai đoạn ông Hà Vĩ mới nhậm chức, Đại tướng Phan Văn Giang thăm Mỹ và có khả năng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ thăm Mỹ trong tháng 9 dường như không hề tình cờ theo bbc động thái của tổng lãnh sự quán trung quốc dường như là lời nhắc nhở hay cảnh báo đối với việt nam về lập trường ý thức hệ về cái tương lai chung mà lãnh đạo việt nam đã cam kết cùng trung quốc xây dựng có thể thấy vấn đề đảm bảo an ninh chính trị và an ninh chế độ luôn đứng đầu danh sách trong phương hướng ngoại giao giữa hai quốc gia đều theo thể chế xã hội chủ nghĩa nếu nhìn lại những tuyên bố chung sau các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Trong định hướng sáu hơn, được nêu trong tuyên bố chung của hai nước, nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12, 2023, thì tin cậy chính trị cao hơn đã được xếp ở vị trí đầu tiên bên cạnh hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn. Trước đó vào năm 2022, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chung. Đáng chú ý, so với các tuyên bố chung năm 2015 và 2017, thì tuyên bố chung năm 2022 có điểm khác biệt lớn là lần đầu tiên Trung Quốc và Việt Nam đề cập đến việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chống khủng bố, chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu Tương tự, tuyên bố chung Việt Trung trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ 18 20 tháng 8 vừa rồi cũng có nói đến cách mạng màu. Cụ thể là hai nước tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Và thưa quý vị, chúng tôi tin rằng thái độ của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cứng rắn hơn chứ không mềm yếu hay quỳ mọp trước Bắc Kinh như chúng ta đã thấy. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chính trường Việt Nam. Sự gia tăng tranh chấp quyền lực giữa phe công an của Tổng Bí Thư Tô Lâm với phần còn lại trong nội bộ đảng, lấy phe quân đội làm trung tâm, đang nỗ lực chống lại ông Tô Lâm. Đây là một vấn đề có thật và hết sức nghiêm trọng. Hãng tin BBC đã đưa ra một bài bình luận với câu hỏi vì sao đảng cần cân bằng quyền lực giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng? Theo BBC, dự kiến vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Một số nhà quan sát nhận định Chủ tịch nước kế nhiệm sẽ có xuất thân từ quân đội và điều này nhằm cân bằng quyền lực của công an trong bức tranh chính trị hiện tại. Bởi có các lo ngại cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ và sẽ hất cẳng đối với Tổng bí thư Tô Lâm. Thậm chí, có những ý kiến khẳng định Phe quân đội sẽ bẩy ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí Thư trong các kỳ họp trung ương họp bạn về công tác nhân sự vào cuối nhiệm kỳ Đại hội 13. Khi đó, người ta sẽ tính đủ với ông Tô Lâm. Theo giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an. Nhất là khi những cá nhân đại diện cho quyền lợi của công an ngày càng nắm giữ các chức vụ trọng yếu. Quân đội và công an được đảng định nghĩa là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của đảng và nhà nước. Theo đó, quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là hai lực lượng, thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân và là công cụ bạo lực chủ yếu bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Dù vậy, giữa quân đội và công an cũng có những cạnh tranh về mặt quyền lực vì giữa hai lực lượng này có những nhiệm vụ, chức năng trồng chéo nhau trong xã hội và có sự cạnh tranh về ngân sách, sức ảnh hưởng. Và thưa quý vị, quân đội, công an trong hệ thống đảng, nhà nước có ý nghĩa quan trọng thế nào? Theo BBC xét hệ thống đảng cộng sản Việt Nam, bộ chính trị là cơ quan quyền lực nhất. Trong bộ chính trị thì gồm tứ trụ là những lãnh đạo đứng đầu, được xếp hạng về quyền lực từ trên xuống là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và các chức danh này thường do những cá nhân khác nhau nắm giữ. Bộ Chính trị hiện tại có 15 ủy viên, trong đó 6 người có nền tảng từ Bộ Công an và 4 người từ quân đội. Những người có xuất thân từ Bộ Công an gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, ba người từ Bộ Quốc phòng gồm: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Như vậy, có thể thấy những người xuất thân từ công an hiện đang nắm các vị trí quan trọng, hai người chiếm ba vị trí trong tứ trụ và số lượng áp đảo hơn những người từ quân đội giáo sư thayer nhận định với bbc rằng tuy bộ chính trị có nhiều ủy viên mà nền tảng của họ từ bộ công an nhưng không nói lên được liệu rằng những người này một lòng đoàn kết bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông tô lâm hay không thay vào đó ông thayer gợi ý rằng bộ chính trị gồm các đại diện từ một số phái gồm nhóm hưng yên nhóm nghệ an nhóm hà tĩnh nhóm miền nam quân đội và công an với mô hình tập thể lãnh đạo nên trong nhiều vấn đề bao gồm nhân sự việc ban hành các nghị quyết, quy định thì cần phải có sự thông qua của Ban chấp hành Trung ương Đảng với 180 ủy viên, chưa tính 20 ủy viên dự khuyết. Điều này cho thấy Ban chấp hành Trung ương là cơ quan cực kỳ quyền lực của Đảng. Xét Trung ương Đảng các khóa gần đây, 11, 12 và 13, ủy viên đại diện của Bộ Quốc phòng luôn đứng đầu, theo sau là Bộ Công an. Ví dụ, khóa 13, Trung ương Đảng có tới 23 ủy viên từ Bộ Quốc phòng, còn bộ công an có 6 người. Lưu ý, con số này là tính những người đang phục vụ trong ngành quân đội và ngành công an vào thời điểm được bầu vào Trung ương Đảng. Nếu tính luôn cả những người có nền tảng từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhưng thời điểm được bầu vào Trung ương Đảng, họ đã chuyển ngành làm nhiệm vụ khác, thì thống kê sẽ có sự thay đổi. Theo cách đếm của BBC, không tính nghĩa vụ quân sự, mà chỉ tính những người phục vụ trong Bộ Quốc phòng trên 3 năm, thì ban chấp hành Trung ương Đảng có tới 32 người từ quân đội. Con số này đối với phía công an là 15 người. Ví dụ, năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13. Ông Hùng từng mang hàm thiếu tướng Quân đội nhân dân và từng tham gia Quân ủy Trung ương. Tương tự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Quốc Đoàn được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 vào năm 2021. Ông từng mang hàm đại tá và giữ chức giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Như vậy, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ đều có 6 thứ trưởng. 6 thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm Nguyễn Tân Cương, Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản và Phạm Hoài Nam đều nằm trong ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong khi đó, Bộ Công an chỉ có 5 thứ trưởng là Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quốc Hùng và Lê Tấn Tới, được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13. Về sau, các ông Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc và Lê Tấn Tới đã nhận nhiệm vụ khác nên bốn thứ trưởng Bộ Công an được bầu. Mới gồm các ông Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long, Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm đều không nằm trong Trung ương Đảng khóa 13. Xét Quốc hội khóa 15, có tới 54 dân 99 đại biểu Quốc hội chiếm hơn 10% có xuất thân nền tảng từ Bộ Quốc phòng, còn phía Công an là 31 đại biểu chiếm 6,2%. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam giấu tên từng nhận định với BBC rằng, trong cấu trúc quyền lực hành pháp Việt Nam, từ năm 1945 đến nay, Bộ Quốc phòng là bộ quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, sau đó mới đến Bộ Ngoại giao. Đây cũng là ba bộ được phép có tới 6 thứ trưởng, trong khi các bộ còn lại thì không quá 5 thứ trưởng, theo quy định trong luật tổ chức chính phủ. Và thưa quý vị, bài toán cho ông Tô Lâm sẽ ra sao? Giáo sư Carl Thayer nhận định với BBC rằng, Cả quân đội và công an đều có cơ cấu tổ chức trải dài từ trung ương đến cấp địa phương, 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, quân đội có một cơ cấu ở cấp khu vực, quân khu. Điều này cho phép quân đội gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên nhiều tỉnh. Quân đội và công an đều có hệ thống điều tra, tình báo, riêng quân đội còn có tòa án và viện kiểm sát riêng, độc lập và nằm ngoài quyền kiểm soát của bộ công an. Giáo sư Thayer nói, cả quân đội và công an có những trách nhiệm, chức năng trồng chéo trong xã hội, vì thế đôi khi tạo ra mâu thuẫn và đụng độ dẫn đến sự cạnh tranh để tranh giành nguồn ngân sách. Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National War College cũng nhận định với BBC rằng sự kèn cựa giữa hai lực lượng vũ trang một phần là do các bộ thường cạnh tranh nhau về quyền lực và tài nguyên. Đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu. Nghị quyết về dự toán ngân sách 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 11/2023 tháng và được công khai trên cổng thông tin Quốc hội vào đầu tháng 12/2023. Theo đó, bộ được phân bổ nhiều tiền nhất là quốc phòng với hơn 27.000 tỷ đồng, theo sau là bộ Công an với hơn 113.000 tỷ đồng từ ngân sách. Theo giáo sư Abuja, quân đội nhân dân vẫn rất hùng mạnh chiếm tỷ lệ lớn trong ban chấp hành trung ương và những người quan ngại về sự thâu tóm quyền lực nhanh chóng của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm thường xem quân đội là lực lượng kiểm soát cân bằng về mặt thể chế để kìm hãm vị đại tướng bộ công an xem mình là người bảo vệ của chế độ quân đội thì nhấn mạnh lịch sử chiến đấu và giành độc lập có một số sự trồng chéo trong công việc của các cơ quan này điều nổi bật là mối quan hệ cộng sinh giữa quân đội và đảng đây là cánh vũ trang của đảng cộng sản việt nam và được kiểm soát thông qua tổng cục chính trị và hệ thống chính ủy quân đội nhân dân việt nam là nguồn tuyển dụng lớn nhất cho đảng đây là một thành trì về mặt tư tưởng chúng ta đã thấy những người đứng đầu tổng cục chính trị chuyển sang các vị trí dân sự quan trọng trong bộ máy đảng gần đây có cả đại tướng lương cường thường trực ban bí thư đảng cộng sản việt nam và trung tướng nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung ương Đảng cần quân đội hơn là quân đội cần đảng, giáo sư Abuja nói. Theo giáo sư Thayer, nhìn từ góc độ thể chế thuần túy, cả quân đội lẫn công an đều không thể thống trị, lấn lướt, và vì thế, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phải tính đến lợi ích của họ để tạo nên sự đồng thuận. Ông là Tổng bí thư đầu tiên có xuất thân từ công an, và việc cân bằng, tìm kiếm sự ủng hộ giữa các phe phái sẽ là bài toán cho ông Tô Lâm. Theo điều lệ đảng, Tổng bí thư là bí thư Quân ủy Trung ương nên chức vụ này do ông Tô Lâm nắm giữ, không cần phải bầu hay bổ nhiệm. Đồng thời, với chức danh chủ tịch nước, ông Tô Lâm là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong bối cảnh ông Tô Lâm được cho là vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến Bộ Công an, việc kiêm nhiệm sẽ khiến ông trở thành người quyền lực nhất, vừa nắm quân ủy, vừa nắm Đảng ủy Công an. Ngày 3 tháng 8 Ông Tô Lâm chính thức được bầu giữ chức Tổng Bí thư, nhưng cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng mãi đến ngày 26 tháng 8 mới cập nhật hình ảnh ông Tô Lâm làm Bí thư Quân ủy thay cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 26 tháng 8 cũng là thời điểm Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2022. Một số ý kiến cho rằng. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thay hình ông Tô Lâm ngay sau khi có tin bầu chủ tịch nước vào tháng 10. Có thể là việc thương lượng giữa các bên đã ngã ngũ, ông Tô Lâm sẽ không kiêm nhiệm và người của quân đội sẽ có một chân trong tứ trụ. Hoặc có thể điều này đơn giản là vì ngày 28/8, ông Tô Lâm có buổi làm việc với ban thường vụ quân ủy trung ương với tư cách là bí thư quân ủy trung ương nên trang tin này cần cập nhật về cách nhìn nhận của công chúng Quân đội dường như có hình tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, hơn là công an, người ta thường gọi thân tình, chú bộ đội. Bởi lẽ, quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lấy lừng trong việc giúp giành lại độc lập cho Việt Nam. Theo giáo sư Abuja, bên cạnh vai trò lãnh đạo cách mạng, quân đội còn có hệ thống nghĩa vụ quân sự, lực lượng dân quân tự vệ 5 triệu người và chương trình học quân sự bắt buộc mà sinh viên phải tham gia khiến mọi người ở việt nam đều có mối liên hệ trực tiếp về mặt nào đó với quân đội ngược lại theo ông abuja đa phần người dân không có thiện cảm với công an vì bộ công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm bộ công an bao gồm mọi thứ từ cảnh sát điều tra tội phạm tài chính đến cảnh sát giao thông đáng sợ cảnh sát phụ trách cư trú cứu hỏa tình báo và phản gián trong khi đó quân đội là tổ chức chính trị được tin cậy nhất tại việt nam dù rằng đây là quân đội của đảng, có nghĩa vụ pháp lý bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giáo sư Abuja kết luận rằng việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của đảng, bao gồm Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa và mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Thời gian gần đây, rầm rộ sự việc trường đại học Fulbright Việt Nam, chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (EALA) và nhiều nghệ sĩ từng biểu diễn tại nơi cờ vàng ba sọc ở nước ngoài bị cáo buộc là thực hiện cách mạng màu và có biểu hiện diễn biến hòa bình. Đỉnh điểm là ngày 21 tháng 8, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có phóng sự video về Đại học Fulbright với nhan đề Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục và lấy lễ tốt nghiệp không có quốc kỳ Việt Nam là một trong những biểu hiện của cách mạng màu. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 8, video này sau đó đã bị gỡ khỏi kênh Quốc phòng Việt Nam. Trên website chính thức, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam tự giới thiệu là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Do đó có thể hiểu rằng nội dung mà kênh này phát phản ánh quan điểm của quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự việc chỉ lắng xuống khi Bộ Ngoại giao lên tiếng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của trường đại học Fulbright Việt Nam. Giáo sư Alex Thái Võ từ Trung tâm Việt Nam, Đại học Texas Tech Mỹ, nói với BBC News tiếng Việt ngày 29 rằng phản ứng khác nhau giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao về trường Đại học Fulbright cho thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một khối chính trị đơn nhất, mà là thực thể của nhiều phe nhóm quyền lực và lợi ích khác nhau. Và thưa quý vị, trở lại với câu hỏi, khi nào phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ với Tổng bí thư Tô Lâm? sự tranh chấp quyền lực giữa tổng bí thư tô lâm và phe cánh với phần còn lại của lãnh đạo cấp cao trong đảng có nhiều chỉ dấu sẽ không có hồi kết trước lưỡi hái tử thần mà cựu bộ trưởng công an đã từng sử dụng để loại bỏ các đối thủ chính trị trong đảng đã buộc toàn thể lãnh đạo đảng kể cả giới tướng lĩnh quân đội phải siết chặt tay nhau để tạo thành một khối thống nhất chống lại nguy cơ sẽ bị biến thành cùi trong bối cảnh Tổng Bí Thư Tô Lâm đã sớm nhận ra bản thân mình đã bộc lộ tham vọng quá sớm, trong lúc còn thiếu uy tín trong đảng. Việc Tổng Bí Thư Tô Lâm được cho là đã chủ động, nhưng lại chức vụ Chủ tịch nước cho lãnh đạo quân đội để giảm bớt các áp lực trong đảng. Tuy nhiên Tổng Bí Thư Tô Lâm đang ở trong tình thế đã leo lên lưng cọp và khó có thể tụt xuống, với lý do sẽ bị các đồng chí trong đảng thịt ngay lập tức. Theo giới quan sát, trong những ngày gần đây, khi tổng bí thư tô lâm thể hiện chính sách thân hoa kỳ và phương tây và ở chiều ngược lại cố gắng rời xa bắc kinh điều đó đã khiến cho thế lực bảo thủ lập tức có những dấu hiệu đáp trả việc ban đảng của tướng lương cường bắt tay với ban tuyên giáo trung ương của tướng nguyễn trọng nghĩa lợi dụng sự kiện đại học fulbright làm cách mạng màu để phá hoại biểu tượng của mối quan hệ việt mỹ đáp lại bên cạnh việc mở văn phòng thường trú của báo the new york times Ông Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an đã tiến hành xử lý đối với công ty Vina Games với ứng dụng Zalo có nguồn gốc công nghệ cũng như do Trung Quốc đứng phía sau thao túng. Lập tức, phe chống Tô Lâm chiếm số đông trong đảng đã cho lật hồ sơ vụ việc. Tổng bí thư Tô Lâm bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô giữ chức vụ trợ lý Tổng bí thư và phụ trách văn phòng Tổng bí thư với cáo buộc làm trái quy định nhằm gây áp lực với Tổng bí thư. Theo giới thạo tin tiết lộ, Việc ông Tô Ân Sô trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí Thư Tô Lâm luôn có mặt tại hầu hết các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và các chuyến công tác quan trọng của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hơn nữa, cụ thể, ông Tô Ân Sô năm nay đã 61 tuổi. Căn cứ theo Bộ Luật Lao động quy định, độ tuổi nghỉ hưu của Nam là 61 tuổi. Như vậy, ông Sô đã quá độ tuổi theo quy định. Điều đó đã làm cho một bộ phận không nhỏ lãnh đạo Bộ Chính trị ban bí thư, đặc biệt các tướng lĩnh quân đội tỏ ra không hài lòng. Theo giới quan sát, việc Tổng bí thư Tô Lâm có chủ trương trong công tác nhân sự chỉ sử dụng các nhân sự thân quen là những người đồng hương hay trong gia đình vào các vị trí trọng yếu, bất chấp quy định của điều lệ của đảng. Điều đó đã cho thấy ông Tô Lâm không tin bất kỳ ai. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang trong khi chưa đủ tiêu chuẩn để xét vào Bộ Chính trị rồi sau đó ngay lập tức đưa ông Quang vào bộ chính trị. Tương tự như việc đưa thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế tránh văn phòng trung ương rồi đưa thẳng vào ban bí thư, mặc dù chưa là ủy viên bộ chính trị. Đó là nguồn cơn vì sao khi tổng bí thư Tô Lâm đi đâu cũng kéo theo tướng Tô Ân Sô, bất chấp quy định của đảng đã trở thành giọt nước tràn ly. Tổng bí thư Tô Lâm đã không giấu giếm chủ trương, quyền lực thuộc về kẻ mạnh. Cũng như ý chí của Tô Lâm là lệ làng Mọi lãnh đạo trong đảng phải có nghĩa vụ tuân thủ Nếu không muốn bị xử lý cho vô lò Thời gian từ nay tới hội nghị trung ương 10 Chỉ còn chưa đầy một tháng Đó là thời điểm ông Tô Lâm phải san sẻ chức chủ tịch nước cho phe quân đội Và chỉ giữ duy nhất chức vụ Tổng Bí Thư Đây có thể là một bước ngoặt đánh dấu sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí Thư Tô Lâm Nhưng ở chiều ngược lại Phe quân đội sẽ nắm giữ chức chủ tịch nước người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, thì bí thư quân ủy Tô Lâm cũng phải coi chừng. Kể cả thứ quyền lực đen của ông Tô Lâm và Bộ Công an với kho dữ liệu tình báo các hồ sơ nhúng chàm của các quan chức cấp cao cũng khó có thể phát huy được hiệu lực như trước đây. Rất có thể, phe tướng lĩnh quân đội sẽ trở thành và đóng vai trò trung tâm đoàn kết để thực hiện kế hoạch 7 ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí Thư trong các kỳ họp trung ương cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 khi bàn về công tác nhân sự. Thưa quý vị, liên tục chương trình chúng tôi đến với quý vị bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024. Với các tin tức nổi bật như sau, Putin ra lệnh cho quân Nga phản công, kết quả là Kursk càng thua nhanh hơn. Bị ép buộc bởi mệnh lệnh trí tử của Putin nhằm đẩy Ukraine ra khỏi Nga vào ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã tập hợp hơn 60.000 quân và phát động một cuộc phản công lớn ở Kursk. Trong vòng chưa đầy một tuần, họ đã chiếm lại 38 km vuông theo hướng Snagost. Đồng thời, tại vùng nổi Glushkovo, họ đã mất một vòng 91 km vuông, với mức thiệt hại dòng là 153 km vuông. Con số này không bao gồm 2.000 km vuông có thể được bao bọc. Trong khi đó, Duma Quốc gia Nga đã gửi thư cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đề nghị giúp đỡ sơ tán người dân Nga khỏi vùng đất do lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng ở khu vực Kursk. Về câu hỏi, Ai đang hầm ai ở Kursk? Cách đây 5 ngày, Tổng thống Zelensky trả lời phóng viên tại diễn đàn Crimea 2022 liên quan đến cuộc phản công của Nga ở Kursk. Rằng đúng, Nga đã bắt đầu phản công và cuộc phản công này nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Và Tổng thống Zelensky nói đúng, quân Nga đã phản công theo kế hoạch mà Ukraine đã răng sẵn. Quân Nga huy động chừng 40 đến -50 50.000 quân cho cuộc phản công ở Kursk và tập trung hướng sông Sem. Trong 5 ngày đầu Quân Nga hùng hổ tiến lên với sự yểm trợ của pháo binh, bom lượn cùng lực lượng thiết giáp hùng hậu và đẩy lùi quân Ukraine chừng 23 km. Hệ thống tuyên truyền Nga và thân Nga ca ngợi bước tiến thần thánh của quân đội Nga. Về phía lực lượng Ukraine thì vừa chiến đấu, vừa chậm rãi lui binh mà không ham chiến. Họ chỉ cố gắng tiêu hao nhiều nhất nhân lực của quân Nga. Khi ấy, người ta càng khẳng định ông Zelensky nói bậy và quân đội Ukraine phải rút khỏi Kursk chỉ còn đếm theo ngày. Nhưng mọi việc hoàn toàn thay đổi kể từ ngày thứ năm của cuộc phản công. Nga hoàn toàn bất ngờ khi Ukraine đưa lực lượng đột kích thần tốc qua biên giới để tấn công vào sau lưng lực lượng phản công của Nga. Lực lượng đột kích của Ukraine đã nhanh chóng vượt qua hai lớp răng rồng và các hệ thống hào phòng thủ biên giới của Nga. Chỉ hai ngày, lực lượng này đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga, 7,5 km, dọc theo con đường đến Glushkovo, phía bên kia sông Seim, hậu cứ của lực lượng phản công Nga. Lực lượng phòng thủ của Kadyrov gần như không có sự kháng cự đáng kể nào và bỏ chạy nhanh chóng. Nhiệm vụ tiếp tục của lực lượng đột kích là cắt đôi lực lượng phản công Nga ở hậu cứ. Lực lượng đột kích của Ukraine đã đi qua Veselo và đang gây sức ép lên phía sau lực lượng phản công của Nga ở phía đông dọc theo tuyến Snagost đến Gordevka. Lúc này, lực lượng có sẵn của Ukraine phối hợp với lực lượng đột kích đang tiến hành hai mặt giáp công và khiến quân Nga lâm vào tình trạng hoảng loạn và thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng. Theo kênh Z Nga về tình trạng quân Nga ở Kursk cho hay, tình hình phía nam Gluskovo ngày càng trở nên phức tạp. Địch tập hợp lại và đưa các đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt vào trận chiến. Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành được chỗ đứng trên tuyến đường mới và ngày mai có thể sẽ cố gắng giáng một đòn quyết định vào hướng nhà ga Gluskovo. Nếu kẻ thù có thể tạo ra một lực lượng tấn công ở khu vực Olgovka và cắt đứt liên lạc ở phía nam Glushkovo, thì lực lượng tấn công của Nga có thể bị bao vây. Theo thông tin ban đầu, Putin buộc phải hy sinh mặt trận Pokrovsk để điều 6.000 quân thiện chiến về giải vây cho Kursk. Đến lúc này, có thể khẳng định cuộc phản công của Nga ở Kursk là một thảm họa, và có lẽ người Ukraine đã biết trước được mọi tính toán của Nga ở đây tại vùng kursk đang diễn ra những sự kiện thú vị kế hoạch của ukraine đang có hiệu quả không muốn gây nên sự sợ hãi nhưng những sự kiện rất thú vị đang diễn ra ở vùng kursk sau khi bắt đầu cuộc phản công của lực lượng vũ trang nga nhằm đánh bật lực lượng vũ trang ukraine quân đội ukraine đã thực hiện một cuộc đột phá biên giới lần này là ở quận glushkovsky và tiến về phía hậu phương của quân nga điều này đã được cả các phóng viên quân sự của nga công nhận Rõ ràng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Ukraine là cắt đứt nhóm phản công và cuối cùng chiếm ít nhất một phần quận Glushkovsky. Chắc chắn đây chính xác là điều mà lực lượng vũ trang Ukraine đang chờ đợi và do đó họ đã không chủ động tiến vào. Trong một tháng, quân nga kìm giữ ý muốn giải phóng vùng Kursk, nhưng Putin không chịu đựng được và đã ra lệnh tái chiếm. Maslovets viết, nhóm phục vụ cho mục đích này có thể lên tới 35.000 quân nhân nga. Đây là những lực lượng có thể đóng vai trò dự bị ở hướng Pokrovsky, nơi cuộc tấn công của Nga đã bị đình trệ. Các phóng viên Nga đã phản nàn về những tổn thất to lớn và những vấn đề trong việc tiến về phía trước. Rất có thể kế hoạch của Ukraine ở vùng Kursk cuối cùng đã phát huy tác dụng. Điều này không đảm bảo thành công và chắc chắn không hứa hẹn một chuyến đi dễ dàng. Sẽ có những trận chiến, sẽ có tổn thất, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ đầy hứa hẹn. Nguồn tin của Vladimir Osechkin Trước tình hình thiếu hụt nghiêm trọng quân tham chiến ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã phải lừa dối trong việc gọi lính đăng ký nhập ngũ vào lực lượng không quân, nhưng sau khi ký hợp đồng thì lập tức chuyển họ sang bộ binh để tham chiến với Ukraine. Theo đó, 45 phi công từ căn cứ không quân Levashovo sẽ được điều đến vùng Kursk với tư cách là lực lượng bộ binh vào thứ ba. Ngoài ra, 500 người khác sẽ được điều động từ không quân và lực lượng phòng không thuộc tập đoàn quân số 6 để chuyển đến Kursk làm bộ binh vào tháng 9. Tướng Sersky thể hiện một hành động ở mặt trận mà Zerasimov cảm thấy sợ hãi. Đại tướng, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sersky đã đến thăm tiền tuyến và chụp ảnh chung với các quân nhân Ukraine. Những bức ảnh này đã làm dấy lên cuộc thảo luận tích cực trên mạng xã hội, trong đó lưu ý rằng chỉ huy quân đội nga valery gerasimov sẽ không bao giờ quyết định có hành động như vậy những người sử dụng mạng xã hội viết rằng sự khác biệt giữa nga và ukraine thậm chí còn thể hiện rõ ở điều này blogger nổi tiếng người ukraine denis kazansky đã bình luận về những bức ảnh nhấn mạnh rằng uy tín của gerasimov trong các đơn vị nga thấp đến mức ông ta có thể bị chính binh lính của mình bắn trong khi tướng Sierski thể hiện sự gần gũi với quân đội và duy trì tinh thần chiến đấu của quân đội, thì Gerasimov, theo blogger, đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của quân đội Nga. Theo nhiều blogger quân sự Nga, chính Gerasimov là người thiếu năng lực lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tấn công thịt, dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội Nga. Và câu nói Gerasimov, Shoigu, đạn pháo ở đâu, đã trở thành một meme trên Internet. Những bức ảnh của tướng Sierski đã gây ra làn sóng bình luận tích cực và trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Liên quan đến vấn đề, Putin coi thử võ khí nguyên tử là cách trả đũa vụ Ukraine muốn bắn hỏa tiễn sâu vào Nga. Nếu các quốc gia Tây Phương cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa để bắn vào lãnh thổ Nga, thì các lựa chọn để trả đũa của Tổng thống Vladimir Putin có thể bao gồm việc tấn công các căn cứ quân sự của Anh ở gần Nga hoặc thực hiện các vụ thí nghiệm nguyên tử để thể hiện ý muốn đáp trả của ông. Theo ý kiến của các nhà phân tích tình hình, nguồn tin thông tấn xã Reuters hôm chủ nhật 15 tháng 9 cho biết. Giữa lúc căng thẳng Nga-Tây phương về cuộc chiến Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hội đàm tại Washington vào ngày 13 tháng 9 về chuyện có nên cho phép Kyiv sử dụng tên lửa ATA MS tầm xa của Mỹ hay Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất Nga hay không. Trước đó một hôm, Tổng thống Putin cho biết ông coi như Tây Phương trực tiếp giao chiến với Nga một khi họ cho khi tự do làm như vậy. Và điều này sẽ làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga thề sẽ có một phản ứng thích hợp, nhưng không nói rõ nó sẽ cần đến biện pháp nào. Tuy nhiên, hồi tháng 6, ông Putin đã nói về việc lựa chọn trang bị võ khí Nga cho các kẻ thù của Tây Phương để họ tấn công các mục tiêu Tây phương Tây ở ngoại quốc và triển khai những hỏa tiện thông thường có tầm bắn tới lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh Âu Châu. Chuyên gia Quen nói rằng Nga đã không thực hiện một vụ thí nghiệm nguyên tử nào kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ, và một vụ nổ nguyên tử vào lúc này sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên nguy hiểm hơn cho nhân loại. Ông Quen còn cảnh cáo rằng Ông Putin có thể cảm thấy mình bị coi là yếu kém trong phản ứng đối với việc NATO tăng cường hỗ trợ võ khí cho Ukraine. Nhưng tướng Mark khẳng định nước Nga sẽ không sử dụng thậm chí cả vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các nước phương Tây đưa ra khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là đã đánh giá quá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Điện Kremlin. Điều này được cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ và cựu tư lệnh Lực lượng Vũ trang Thống nhất của Liên minh ở Afghanistan tướng David Petraeus tuyên bố RBC Ukraine đưa tin trên diễn đàn chiến lược châu Âu Yalta S. Theo ông, khi bắt đầu cuộc chiến, Mỹ đã có những lo ngại hợp lý về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Điện Kremlin được cảnh báo rằng nếu sử dụng thậm chí cả vũ khí hạt nhân chiến thuật thì hạm đội Biển Đen của Nga sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi thấy sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga có hạn. Cuối cùng, ông Tập Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai kêu gọi Liên bang Nga kiềm chế bước đi này. Và sau đó ông Modi, Thủ tướng Ấn Độ đã thực hiện một tuyên bố như vậy. Ông Petraeus lưu ý. Xem xét những thực tế này, vị tướng lưu ý rằng hiện tại không có lý do gì để nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, chứ đừng nói đến vũ khí chiến lược. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine. Những thông điệp như vậy thường được nghe thấy trong thời kỳ quân đội Nga thất bại ở một số khu vực nhất định của mặt trận. Vài ngày trước đây, Giám đốc CIA William Burns cho biết vào mùa thu năm 2022, có khả năng kẻ xâm lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov. Sau đó, ông Burns nói rõ rằng Putin sẽ định kỳ đe dọa phát động chiến tranh với các nước phương Tây, nhưng mọi người không nên sợ những mối đe dọa như vậy. Trung tâm chống thông tin sai lệch gọi những lời đe dọa như vậy của nhà độc tài chỉ là lời nói suông, bởi vì chính bản thân ông ta sợ thất bại trong cuộc chiến. Tổng thống Zelensky cho biết, cách buộc người Nga gây áp lực để Putin chấm dứt chiến tranh. Nếu xã hội Nga không có điện và các phúc lợi khác như hiện đang xảy ra ở Ukraine, do các cuộc tấn công của kẻ thù vào ngành năng lượng và các cơ sở quan trọng khác, thì điều đó sẽ bắt đầu tác động đến nhà độc tài Điện Kremlin Putin để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố về điều này trong một cuộc phỏng vấn với CNN được đăng trên kênh YouTube của Tổng thống. Vị nguyên thủ quốc gia lưu ý rằng nhà độc tài Nga không sợ các nhà lãnh đạo thế giới mà là sợ chính người dân của mình. Tổng thống chú ý và kẻ thù đã phá hủy 80% cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine bằng các cuộc tấn công. Giờ đây, người Nga lo sợ các cuộc tấn công của Ukraine đã bắt đầu triển khai những máy bay của họ, từng tham gia ném bom Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga. Về vấn đề này, Ukraine cần có thêm sự cho phép để sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, nhưng hiện nay không có sự cho phép nào như vậy, vị nguyên thủ quốc gia nói thêm. Ngoài ra, ông Zelensky cũng cho biết các gói viện trợ do phương Tây cung cấp chỉ đủ biên chế cho 4 trong số 14 lữ đoàn được yêu cầu. Drone rồng phun lửa Vũ khí mới của Ukraine chống quân Nga Báo chí Pháp nửa đầu tháng 9 cho biết trên nhiều mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện các hình ảnh về loại vũ khí mới Ukraine đưa ra chiến trường, drone rồng phun lửa, được trang bị vũ khí gây cháy với sức nóng lên tới 2.200 độ C, không thể dập tắt, có thể tiếp tục cháy ngay cả trong nước Không chỉ phá hủy các thiết bị kim loại Gây thương tích Drone rồng còn là một loại vũ khí Đánh vào tâm lý của đối phương Qua một video đăng tải trên mạng X Bộ Quốc phòng Ukraine Hôm 0409 mươi 20, -20 Xác nhận đang triển khai drone rồng Khạc lửa, thiêu cháy Các thiết bị quân sự Mà các lực lượng Nga giấu dưới các lùm cây Những chiếc drone với sức tàn phá khủng khiếp Là đôi cánh báo thù của chúng tôi với hỏa lực trực tiếp dội xuống từ trên trời. Binh lính Ukraine thuộc đơn vị drone của Lữ đoàn Cơ giới số 60 đang triển khai drone dòng tuyên bố trên mạng xã hội Facebook. Việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này đã được phía Nga xác nhận. Chẳng hạn trong video công bố ngày 05 tháng 09, một người lính Nga kể lại hậu quả của một cuộc tấn công bằng drone trang bị vũ khí nhiệt nhôm. Từ một vị trí ẩn náo trong một khu rừng thông, người lính giải thích rằng đơn vị của anh thuộc trung đoàn xe tăng 59, đã mất hết trang bị, vũ khí, đạn dược, phương tiện cơ giới, máy phát điện, đồ dùng cá nhân, tài liệu, mọi thứ đều đã bị đốt cháy. Người đàn ông có khuôn mặt bị làm mờ để che giấu danh tính, yêu cầu được viện trợ nhân đạo. Xung quanh người lính này, đất cát phần nào đã bị cháy thành than, xung quanh lửa vẫn bốc cao. Ukraine và Nga là hai trong số các nước phê chuẩn vũ khí gây cháy bị cấm sử dụng nhắm vào dân thường và tài sản dân sự cũng như các khu dân cư việc dùng máy bay phóng vũ khí gây cháy tấn công vào một mục tiêu quân sự nằm bên trong khu dân cư cũng bị cấm tương tự việc dùng vũ khí gây cháy để tấn công các khu rừng và thảm thực vật cũng không được phép trừ khi những khu vực tự nhiên này tự cấu thành mục tiêu quân sự hoặc bị sử dụng làm nơi che chắn hoặc ngụy trang cho các chiến binh hoặc các mục tiêu quân sự khác Tuy nhiên, theo Vicky Carioti, Ukraine dường như không vi phạm quy định quốc tế bởi vì họ chỉ oanh kích vào các nơi bị xem như vị trí quân sự của kẻ thù, tức là chủ yếu gồm các cấu trúc quân sự và xe cơ giới, chẳng hạn xe tăng. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.